Xin cảm ơn quý vị đã và đang theo dõi chương trình của chúng tôi là Sức khỏe và tâm lý. Chúng tôi là bác sĩ Trương Gia Diệu Thoa, chuyên về khoa điều trị tâm lý. Và văn phòng của chúng tôi chuyên khám bệnh bằng cách trắc nghiệm trí nhớ, trắc nghiệm tâm lý để chẩn bệnh và giúp quý vị điền đơn N648, tức là đơn xin miễn thi quốc tịch. Thì chúng tôi được xin phép nhắc lại là miễn thi quốc tịch khác với thi quốc tịch bằng tiếng Việt. Miễn thi quốc tịch là thế nào? Là quý vị không phải học về chính quyền và lịch sử Hoa Kỳ dù là bằng tiếng Việt. Và quý vị khi đi phỏng vấn thì có quyền đem theo một người thông dịch, để khi mà người phỏng vấn quý vị, nếu họ nói được tiếng Việt thì cũng có thể họ cho người thông dịch vào và để cho người thông dịch dịch. Tuy nhiên cũng có những người nhân viên di trú người Việt, họ không cho người thông dịch vào và họ hỏi quý vị bằng tiếng Việt. Thì những câu hỏi đó là những câu hỏi về cuộc đời, tình ái, sự nghiệp của quý vị mà quý vị có quyền quên hoặc là không nhớ. Tôi ví dụ như họ hỏi quý vị là thẻ xanh của quý vị số mấy, thì có những người không thể thuộc nổi, mặc dù họ cứ học tới học lui, nhưng vì cái trí nhớ của họ bị suy giảm, thành ra họ không nhớ nổi. Hoặc là họ hỏi số an sinh xã hội của quý vị. Quý vị nếu không nhớ thì mình có quyền nói tôi không nhớ, tôi học hoài nhưng mà tôi không thuộc. Rồi ví dụ họ hỏi về là quý vị cưới nhau ngày nào, tháng nào, năm nào, quý vị có quyền nếu không nhớ thì cứ nói là tôi không nhớ, tôi nghĩ là tôi lập gia đình được bao nhiêu năm đó. Hoặc quý vị nếu có giấy hôn thú thì đưa ra cho họ coi. Ngay cả vấn đề mà số điện thoại cũng vậy. Có những vị trí nhớ suy giảm nhiều thì họ không nhớ được cái số điện thoại của mình. Thì hễ mà người phỏng vấn, người di trú đó, nhân viên di trú hỏi là số điện thoại số mấy, mình không nhớ, mình cũng có quyền không nhớ. Tuy nhiên tôi vẫn dặn những bệnh nhân của tôi là quý vị có quyền không nhớ, nhưng quý vị không có quyền nói trật, hoặc là quý vị không có quyền nói dối. Ok, nói trật là sao? Bây giờ đó thì tôi sẽ đưa ra những cái ví dụ mà tôi nói là cười ra nước mắt luôn. Như tôi có một bà bệnh nhân, bà khai với tôi là, xin lỗi quý vị, tôi nhại tiếng cho nó vui thôi. 54 tuổi, cô bị tẻ xe buýt, rồi là từ nợ đến ni, chỉ nhờ cô hẳn cứ dần dần hẳn tệ đi. Đó, thì là tôi cũng viết trong đơn là bà bị té như vậy đó, thì nó ảnh hưởng trí nhớ của bà, là tại vì cái bệnh của bà là bị căng thẳng tâm lý sau cái biến cố. Cái biến cố mà té xe buýt xuống, mà đập đầu xuống đất đó, nó làm cho chúng ta sợ hãi và nó ảnh hưởng tới cái trí nhớ của chúng ta. Quý vị thường hay nghe ông bà mình nói đó, nó giỡn, hoặc là chúng ta bây giờ vẫn thường nó giỡn là cái đứa này nó té giếng. Tức là sao? Tức là cái người đó không được bình thường, họ có vấn đề về tâm lý. Mà điều đó đúng thật, là tại vì té giếng thì chúng ta sẽ bị hoảng sợ, sợ cho tính mạng của chúng ta, sợ những cái nguy cơ, những cái vết thương mà chúng ta sẽ bị. Hoặc là những người mà bị đuối nước đó, rồi bị tai nạn vân vân. Thì cái show kế tiếp có thể chúng tôi sẽ nói về cái vấn đề là PTSD, mà chúng tôi nhớ là chúng tôi cũng có đề cập rồi. Thì bây giờ trở lại cái vấn đề mà cười ra nước mắt với bệnh nhân đó, thì bà lên
người ta đọc cái đơn của chúng tôi, người ta đã chấp nhận bà rồi. Tại vì thường thường đó quý vị lên mà cái người phỏng vấn quý vị không bắt quý vị phải thi hoặc là nói tiếng Anh thì là họ đã chấp nhận cái đơn của chúng tôi rồi đó. Họ cho người thông dịch vào. Nhưng mà khi hỏi về cuộc đời tình ái sự nghiệp của bà, thì lúc mà hỏi là bà té như thế nào, là bà nói tôi có té khi vô, có té khi vô. Rồi người thông dịch dịch ra là bà không có bị té, thế là bị rớt. Nhưng mà bị rớt như vậy đó quý vị, là chẳng những ảnh hưởng tới người bệnh nhân mà cũng ảnh hưởng tới chúng tôi. Là tại vì trên di trú họ không nghĩ là bệnh nhân quên, mà họ cứ nghĩ là bác sĩ lấy tiền rồi không khám bệnh rồi viết đơn. Thành ra là bệnh nhân không phải bệnh nhân quên mà bệnh nhân không có té bao giờ đó. Nhưng tôi không trách bệnh nhân của tôi, là tại vì tôi biết cái thứ nhất là họ bệnh, cái trí nhớ của họ bị suy giảm, do đó tôi mới nhận họ. Tuy nhiên tôi đã không trách bà, mà bà trách ngược lại tôi. Tôi nói ủa sao cô khai với con là cô té xe buýt. Bà nói ai biểu bác sĩ cũng nhắc tôi làm chi. Dạ, thì đó là ai biểu bác sĩ không chịu nhắc tôi làm chi. Thì tôi mới nói con đâu có đi với cô đâu. Mà ngay cả nếu con là cái người thông dịch viên, con cũng không có quyền nhắc cô nữa. Tuy nhiên tôi học được cái kinh nghiệm đó từ bà. Và khi tôi viết lại là tôi nói là à, khi bà vào phỏng vấn đó, tôi phải viết lại cái đơn để xin miễn thi. Thì tôi viết là khi bà vào phỏng vấn thì có thể là bà căng thẳng nên bà không nhớ nha. Thì do đó mà họ cho bà đậu lần thứ nhì. Vâng, và cũng xin phép được nói với quý vị là nếu chúng ta đi thi đó thì chúng ta chỉ được có hai cơ hội thôi. Quý vị rớt hai lần là quý vị phải nộp đơn lại. Nếu chúng ta thi rớt hai lần thì chúng ta phải nạp đơn lại từ đầu. Nhưng nếu chúng ta miễn thi, thì nếu chúng ta bị rớt hai lần, chúng ta sẽ được khiếu nại, tức là nó gọi là fair hearing, tức là người ta nghe chúng ta một cách công bằng. Và 21 năm nay làm việc của chúng tôi đó, là tôi chưa từng bị bệnh nhân nào mà bị từ chối khi đi lần thứ ba, tức là lên cái gọi là fair hearing, là khiếu nại. Tuy nhiên năm nay đó là trên di trú ở Santa Ana, họ bắt đầu từ chối một bệnh nhân của chúng tôi. Và họ nói là họ có một người bác sĩ, tôi không nói tên, mà người bác sĩ này từ chối, mặc dù người bác sĩ này không hề khám bệnh nhân của tôi. Đó, thì hiện giờ đó là cái bước kế tiếp là bệnh nhân sẽ kiện lên tòa án của cái khu vực mình ở, tức là cái quận đó, nó cũng phải là cái quận, nó gọi là district, mà cái khu của mình đó là thuộc về Santa Ana, tức là mình phải kiện lên tòa. Mình không cần luật sư, mình chỉ kiện, mình viết một cái thơ lên và mình nộp cái giấy chứng nhận của bác sĩ nữa. Và mình nói là à, ví dụ như người trong nhà đó kiện, nói à, mẹ tôi, ba tôi hay anh chị của tôi là bệnh có uống thuốc của bác sĩ cho, thuốc an thần đó quý vị. Tức là thuốc an thần là pharmacy, họ cứ viết chung như vậy. Nhưng mà thật sự những cái thuốc an thần là thuốc gì? Thuốc ngủ, thuốc trí nhớ, thuốc trầm cảm, thuốc lo âu, vân vân. Đó là những thuốc an thần mà quý vị biết là những bác sĩ gia đình rất sợ trách nhiệm. Tôi không nói là tất cả, tôi không quơ đũa cả nắm. Có những bác sĩ gia đình rất
dễ thương, rất tử tế. Tức là bệnh nhân lên xin thuốc và bệnh nhân nói là à, tôi đi bác sĩ Thoa, bác sĩ khám trí nhớ tôi, trắc nghiệm trí nhớ tôi 3 tiếng đồng hồ. Và bác sĩ nói là trí nhớ của tôi tệ lắm, thành ra xin bác sĩ cho tôi thuốc trí nhớ hoặc là thuốc ngủ. Thì những người, tức là vài người bác sĩ gia đình đó rất tử tế. Họ không, tại vì họ những có những bác sĩ gia đình sợ trách nhiệm, thành ra sẽ không cho những cái thuốc an thần. Nhưng tôi có những bệnh nhân, có những bác sĩ vô cùng dễ thương mà tôi rất kính nể và trân trọng, vì họ biết bệnh nhân của họ, thành ra là họ không sợ trách nhiệm là à, nếu mà uống quá liều vân vân. Còn ngoài ra có những bác sĩ gia đình không chịu cho những thuốc về an thần và bắt bệnh nhân phải đi bác sĩ tâm thần hoặc là bác sĩ về hệ thần kinh. Mà cũng có những bác sĩ về hệ thần kinh gọi là neurologist đó, cũng ngại phải cho những cái thuốc mà gọi là an thần nặng. Ví dụ sao? Những cái thuốc gọi là antipsychotics, tức là uống để trị những cái hoang tưởng, loạn tưởng cho những bệnh nhân mà bị bipolar nặng, hoặc là cho những bệnh nhân mà bị gọi là thần kinh phân liệt đó. Vâng, thì là bây giờ chúng tôi lại trở lại về vấn đề mà ngoài cái yếu tố chính khi quý vị đi phỏng vấn, khi quý vị được bác sĩ cấp cho cái giấy miễn thi quốc tịch, xin miễn thi thôi, chứ không phải là mình có cái giấy đó là mình tự động được miễn thi thôi. Như những show trước chúng tôi có đề cập đó, là cái yếu tố chính là gì? Là cái người phỏng vấn của quý vị. Có thể họ là một thiên thần, tức là sao? Họ công bằng, bác ái, đồng cảm. Nhưng cũng có thể họ là hung thần, họ xấu, họ kỳ thị và họ không tin bệnh nhân và họ cũng không tin bác sĩ luôn nữa. Mà có những hung thần người Việt nha quý vị, ở Santa Ana đó. Tại vì cái vùng mà Orange County của chúng ta, nếu chúng ta phải đi thi quốc tịch hoặc là miễn thi, thì trên đó người Việt rất nhiều. Mà có vài hung thần nổi tiếng, chúng tôi không nêu tên ra đây. Thì có một cái trường hợp nữa của một bà bệnh nhân chúng tôi đó. Thì bà vào bà nói, năm 13 tuổi mẹ cô gả chồng cho cô. Vừa nói xong thì bà lại nói, thôi con, đừng viết vậy, kỳ lắm. Con viết 16 tuổi cho cô. Thì tôi cắt nghĩa là, cô ơi, trong cái đơn mà miễn thi đó, xin miễn thi đó, là cái phần của con viết là con tuyên thệ, là những gì con viết ở trên đơn dựa vào sự thật mà con biết. Tức là sự thật mà con biết làm sao? Con coi những cái hồ sơ về y tế của cô, con coi những cái thuốc cô uống và con nghe cô kể về cuộc đời của cô. Con làm trắc nghiệm về trí nhớ của cô, con làm trắc nghiệm coi cô có bị trầm cảm, lo âu, căng thẳng tâm lý sau biến cố hoặc là những bệnh tâm lý nào khác, rồi con mới chẩn bệnh cô. Chứ còn là cô vô cô khai là 13 tuổi mà bây giờ cô kêu con viết 16 tuổi thì là con khai gian. Mà tôi luôn nói với bệnh nhân tôi là sự thật chỉ có một sự thật thôi. Nhiều khi quý vị khai sự thật mà lên đó quý vị căng thẳng, quý vị còn không nhớ
thì đừng nói gì là khai giảng. Mà quý vị biết đó, chúng ta thường thường không ai thích gian dối, mà nhất là những nhân viên di trú mà họ biết là mình khai gian là quý vị sẽ không được đậu. Mà ngay cả những cái tình huống rất là oan mà họ cũng nghĩ là khai gian, thành ra họ cho rớt. Thì quay lại trường hợp của bà này, bà khai với tôi như vậy, xong rồi bà nói là 14 tuổi khi cô có bầu đứa con đầu tiên thì là chồng cô chết. Vâng, rồi bà kể thêm những trường hợp là lúc mà Việt Cộng chưa chiếm miền Nam đó, thì bà đi xa đò từ Nha Trang vô Sài Gòn bị Việt Cộng chặn lại, rồi bà rất là hoảng sợ, vân vân. Thì tôi mới chẩn bệnh bà là khủng hoảng tâm lý sau biến cố, hoặc là chấn thương tâm lý, hoặc là người ở bên Việt Nam họ dịch những cái từ khác, nhưng mà dịch chính xác là khủng hoảng tâm lý hoặc là tâm thần sau biến cố. Vâng, thì khi mà bà lên phỏng vấn đó, thì người phỏng vấn hỏi bà về cái cuộc đời tình ái sự nghiệp của bà, và rồi họ coi hồ sơ của tôi, họ mới hỏi bà là chồng bà chết như thế nào. Bà nói chồng tôi đâu có chết, tôi ly dị chồng. Thế là bà bị từ chối. Thì cái người bệnh nhân đó bị từ chối, và di trú trong cái thơ từ chối đó nói rất rõ ràng. Có những thư từ chối họ không nói rõ ràng, họ nói là à, đơn bác sĩ viết không đủ, viết không có thống nhất, trước sau như một, ví dụ vậy. Còn thư bà họ viết rất là kỹ, cái thư từ chối họ nói là lời khai của bà không có thống nhất, tức là không có trước sau như một với cái lời khai của bà với di trú và lời khai của bà với bác sĩ về chồng bà. Tức là bà khai với tôi là chồng chết, nhưng bà lên đó thì bà lại nói là bà ly dị chồng. Nhưng bà lại gọi, bà trách tôi. Bà nói tôi là cô xong rồi đó, bây giờ là nhiệm vụ của con phải viết lại cho cô thôi. Tại vì khi nó phỏng vấn cô, nó hỏi cô là điện thoại của cô số mấy, thì cô nói không nhớ, cô móc cái ví của cô ra và cô đưa tờ giấy, cô có viết số điện thoại cho cái người phỏng vấn coi. Thì nó cười, nó biết là cô không nhớ, cô lẫn. Nhưng tôi cắt nghĩa cho bà nghe, tôi nói cô ơi, bây giờ lỗi của cô, con cũng vẫn viết lại. Vì tôi nói với bệnh nhân tôi, nếu tôi chết thì thôi, còn nếu tôi còn sống thì tôi sẽ theo bệnh nhân tôi cho đến cái giai đoạn mà không được nó chấp nhận, tức là lên tới tòa luôn, tôi vẫn theo bệnh nhân tôi. Mà tôi không bao giờ quảng cáo là bảo đảm. Là như tôi nói với quý vị đó, trên đời này không có cái gì mà bảo đảm hết, ngoại trừ cái chết. Tuy nhiên có những người Việt Nam mình rất thích cái chữ bảo đảm. Thấy những cái dịch vụ đó đăng cái bảng là bảo đảm miễn thi là họ thích, họ vô họ trả tiền rồi bị gạt. Vâng, thì cái trường hợp bà này đó, bà gọi cho tôi, bà nói như vậy. Và bà nói một câu rất là xúc phạm tôi. Bà vẫn cãi tôi trên điện thoại là phần cô xong rồi, bây giờ con phải viết cho cô thôi. Rồi cuối cùng đó, bà nói một câu tôi thấy là rất xúc phạm, là nếu con có lương tâm thì con viết lại cái đơn cho cô, nếu con không có lương tâm thì cô đi tìm bác sĩ khác. Thì tôi cảm thấy bị xúc phạm. Tôi nói với cô là nếu mà thôi cô cứ cho là con không có lương tâm đi nha, cô tìm bác sĩ khác đi giùm con. Rồi tôi mới gọi cái ông luật sư mà là cũng cháu của bà đó. Thì tôi nói luật sư ơi,
Tôi không thể nào mà làm tiếp tục cho bà được, vì bà nói những cái lời rất xúc phạm mà bà cứ cãi với tôi. Xong rồi ông nói thôi bác sĩ ơi, chắc bà làm gì, bà bệnh mà, vân vân. Thì tôi mới nói là tôi nghĩ là bà có hai đời chồng. Tức là đời chồng trước chết và đời chồng sau thì ly dị. Mà chính ổng là cháu, gọi bà là cô, ổng cũng nói tôi cũng không biết luôn. Đó, rồi chẳng những như vậy đó, ông luật sư làm trong tổ hợp của bác sĩ, của luật sư đó, người Mỹ, mới email cho tôi và nói là bác sĩ phải viết là bà bị bệnh lẫn, vì anh ruột của bà cũng bị bệnh lẫn, thì cũng như là cái di truyền. Tôi nói thưa luật sư, nếu luật sư muốn viết là bà lẫn thì luật sư cứ đi lên trường học 9 năm ngành tâm lý trị liệu như tôi, rồi ra đi thực tập 2-3 năm nữa, rồi phải đi thi 2 kỳ. Đi thi 2 kỳ để mà lấy giấy phép hành nghề. Thì luật sư muốn viết cái gì đó luật sư viết, chứ tôi không nhận tiền để mà tôi làm đơn theo ý của luật sư hay ý của bệnh nhân. Dạ. Và rồi thì tôi mới nói, lúc đó là tôi có một cô bác sĩ phụ tá, tôi nói là em làm việc với cổ lại đi, hỏi cô kỹ là có phải cô có hai đời chồng không. Thì sau khi cô này làm việc với bà lại thì cô báo cáo là đúng rồi bác sĩ, bà có hai đời chồng. Nhưng mà khi bà vào với bác sĩ, bà chỉ nhớ cái đời chồng trước là chết. Rồi bà vô với di trú thì bà chỉ nhớ cái đời chồng sau mà ly dị thôi. Đó, nghĩa là cái này là cười ra nước mắt, là như vậy đó quý vị. Có những bệnh nhân, ví dụ như là thường thường đó, thì những câu họ hỏi, ngoài những câu họ hỏi về cuộc đời, tình ái, sự nghiệp của quý vị, họ sẽ hỏi về tôi. Ví dụ như tên bác sĩ tâm lý của quý vị là gì? Ai giới thiệu bác sĩ tâm lý cho quý vị? Bác sĩ gặp tâm lý, quý vị gặp bác sĩ tâm lý bao nhiêu lần? Quý vị trả tiền cho bác sĩ tâm lý bao nhiêu? Và câu đó tôi đã khiếu nại với di trú nhiều lần. Và tôi nói thẳng ra luôn, tôi nói là thường thường thì tôi lấy bệnh nhân tôi 300 đồng. Nhưng tùy trường hợp, những trường hợp bệnh càng nặng thì tôi càng giảm tiền. Là tại vì tôi biết cái khả năng được nhận cao hơn. Mà mỗi bệnh nhân tôi nhận, khi được đậu thì tôi tặng cho từ thiện ở Việt Nam 1.000 đồng. Thành ra tôi nói với họ là xin đừng mất thời giờ hỏi bệnh nhân tôi câu đó. Và tôi nói là có bao giờ mà một luật sư đi ra tòa mà tòa hỏi cái người thân chủ của luật sư đó, bị cáo hay người đi thưa đó, là luật sư lấy quý vị bao nhiêu tiền không? Và chính tôi có lần tôi ức quá, tôi định kiện văn phòng di trú đó, thì tôi đi tư vấn với một luật sư. Quý vị biết họ lấy bao nhiêu không? 600 đồng một giờ. Mà luật sư chỉ học có 6 năm thôi. Tôi nói vậy không phải là để tôi kỳ thị nghề nghiệp, nhưng mà để tôi trình bày cho biết là chính có một người nổi tiếng trong cộng đồng đó, họ dẫn người thân họ đi khám bệnh để được miễn thi với tôi. Mà họ ngồi rồi họ nói, xong cuộc rồi họ nói, công nhận bác sĩ lấy tiền rất đáng đồng tiền bạc gạo. Nhưng thôi, tôi chỉ nói vậy thôi. Thì tôi có một bệnh nhân đó, cũng lâu rồi, năm 2017, thì tôi chỉ lấy anh chàng lúc đó là tại vì
tôi làm việc tính ra là chỉ có 6 tiếng, mà 21 năm làm việc, tôi tính bệnh nhân tôi chỉ có 300 đồng một giờ, không lên. Thì lúc đó tôi làm việc chỉ có 6 tiếng thôi cho mỗi bệnh nhân, do đó tôi chỉ lấy có 1.800. Thì anh chàng này đó, là tôi nhận là tại sao anh chàng vẫn lái xe và có một cái business ở Hà Nội. Tuy nhiên tôi nhận anh chàng là tại vì tôi hỏi, mặc dù tức là cái tuổi anh chàng này còn trẻ, 40 mấy tuổi, nhưng mà tự nhiên tôi lại hỏi cái câu là trong lúc tư vấn đó, trước khi tôi nhận đó, em có bị trải qua chiến tranh không? Thỉnh chàng này nói là có bác sĩ ạ, em là ở Hà Nội, lúc đó em còn nhỏ lắm, nhưng mà em sợ vô cùng là vì bom đạn dội, súng bắn rồi phải xuống hầm nấp, thế là nó ảnh hưởng đến cái việc học của em. Tức là anh chàng có thể quản lý một cái cửa hàng thương mại ở Hà Nội. Anh chàng chạy đi chạy về ở đây 6 tháng, về Hà Nội 6 tháng. Tuy nhiên, cái sự khủng hoảng đó ngay từ nhỏ, nó cũng ảnh hưởng đến cái trí nhớ mà để học tiếng Anh và để học về lịch sử chính quyền Hoa Kỳ. Vâng, thì là tôi có dặn là họ sẽ hỏi là gặp bác sĩ mấy lần. Thì tôi dặn anh chàng là em nhớ, nếu em không nhớ rõ, tại vì anh chàng đó là gặp tôi nhiều hơn tất cả những bệnh nhân khác, là tại sao anh chàng cứ dời ngày thi từ 2017, mà thường thường là trong vòng 1 năm hoặc 1 năm hơn đó, lúc trước đó là mình đi thi, nhưng anh chàng dời lại là tại vì anh chàng về Hà Nội. 2019 mới đi phỏng vấn lần đầu, thì tôi cũng dặn như những bệnh nhân khác là họ sẽ hỏi em gặp bác sĩ Thoa bao nhiêu lần. Thì nếu em không nhớ chính xác, em cứ nói là 5-6 lần gì đó, là tại vì anh chàng gặp tôi là tới 6-7 lần. Nhưng em phải nói rõ là lần đầu và lần thứ nhì lâu lắm. Vì lần đầu là trắc nghiệm trí nhớ, thường thường đó là trung bình là 3 tiếng đồng hồ. Lần thứ nhì trắc nghiệm tâm lý cũng khoảng gần 2 tiếng đồng hồ, rồi những lần sau là 1 tiếng đồng hồ. Thì em nói như vậy, chứ nếu em nói là 4-5 lần hay 5-6 lần gì đó, thì nhân viên di trú, có những người chưa từng gặp bác sĩ tâm lý bao giờ, hoặc là có những người chưa có gặp bác sĩ bao giờ, là tại vì á, thường thường đi bác sĩ bình thường là chỉ từ 15 tới 20 phút, nửa tiếng. Nhưng mà bác sĩ tâm lý thì thường thường, bình thường đó là 50 phút cho tới 1 tiếng. Chứ không có bác sĩ nào mà làm như bác sĩ là lần đầu. Đã có một cô phá kỷ lục luôn, 6 tiếng đồng hồ. Vâng, thành ra là em phải nói rõ để họ không biết là à, mỗi lần em gặp bác sĩ có 15-20 phút. Làm sao mà bác sĩ có thể khám bệnh em đầy đủ và để chẩn bệnh em cho đúng. Đó. Mà anh chàng đi lên đó, thì anh chàng này hên gặp thiên thần lần đầu tiên. Thì thường thường những cái người mà trẻ tuổi đó mà gặp hung thần thì họ không nhận cái đơn miễn thi của tôi, mà họ sẽ, và không cho người thông dịch vào, mà sẽ họ sẽ bắt bệnh nhân phải thi, tức là họ sẽ hỏi những cái câu bằng tiếng Anh. Nhưng mà anh chàng này rất là hên, còn trẻ còn khỏe mà vô đó, được họ chấp nhận cái đơn tôi và họ hỏi cho người thông dịch vào. Thì đến khi họ hỏi cái câu là gặp bác sĩ tâm lý bao nhiêu lần, anh chàng nói 2 lần, thành ra bị rớt. Rớt tôi thấy nói là xứng đáng thôi,
là tại vì sao có những bệnh nhân ỷ y mà đã dặn tới dặn lui đó. Rồi thì lần thứ hai đó, lần đầu là anh chàng đi 2019, rồi anh chàng dời tới dời lui cho tới 2021, thì tôi cũng phải làm lại cái đơn, mặc dù đó là lỗi bệnh nhân. Tôi phải làm lại là tại vì tôi không thể bỏ bệnh nhân tôi được, mặc dù đó là cái lỗi bệnh nhân. Tôi nói em quá đáng lắm. Ví dụ như những bệnh nhân lớn tuổi bị quên, căng thẳng thì họ còn có thể làm cái lỗi đó được. Mà cái câu hỏi quá dễ dàng, thì em cứ nói sự thật. Em không nhớ thì em nói là không nhớ rõ, 5-6 lần gì đó, mà có dặn là mở bàn tay ra đếm. Nhưng em phải nhớ là trong những cái đốt tay đó là có 3 đốt tay. Thì em nói lần đầu 3 tiếng, lần thứ nhì 2 tiếng. Thì anh chàng lần thứ nhì đi, mà tôi nói là nếu lần này em đi mà rớt nữa là em đi tìm bác sĩ khác hoặc là em đi học. Anh chàng nói vân 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 bác sĩ em biết rồi em xin lỗi bác sĩ. Thì lần thứ nhì anh chàng đi lại gặp thiên thần nữa. Và tôi có hâm là em mà đậu đó bác sĩ sẽ cho từ thiện 3.000, trong khi lấy anh chàng chỉ có 1.800 thôi. Và kết quả là anh chàng đậu. Vâng, cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào show sau. Và xin chúc quý vị được sức khỏe, may mắn và bình an.